Năm thay đổi không ngờ sau 7 ngày uống nước đậu đen rang gạo lứt. Uống nước đậu đen đã lâu, đảm bảo bạn chưa biết đến một cách giảm cân bất bại từ đậu đen, đó là đậu đen kết hợp với gạo lứt. Hai nguyên liệu này kết hợp sẽ tạo thành thức uống thơm lừng, thanh mắt, cực kỳ tốt cho làn da và sức khỏe. Chỉ sau một tuần sử dụng, cơ thể có rất nhiều sự thay đổi bất ngờ. 1. Cân nặng sẽ giảm rõ rệt vì cả hai nguyên liệu này đều giàu chất xơ, làm tăng cảm giác no sau khi ăn, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và cuối cùng là làm giảm lượng calo tổng thể. 2. Đường huyết ổn định hơn bởi gạo lứt và đậu đen đều giàu chất xơ. Người mắc bệnh tiểu đường nếu ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. 3. Thức uống này có tác dụng thanh nhiệt giải độc đường ruột, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, hạn chế sự di chuyển của các gốc tự do có thể gây ra nhiều loại bệnh như tiểu đường và thậm chí là ung thư. 4. Chất sắt, canxi, manga, đồng và kẽm có trong đậu đen và gạo lứt đều góp phần duy trì cấu trúc và sức khỏe của xương. Do đó uống trà đậu đen rang gạo lứt thì xương sẽ chắc khỏe hơn. 5. Ngừa ung thư tốt hơn bởi một số chất phytochemical và khoáng chất được tìm thấy trong gạo lứt có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.